Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe Specialized, được một mẫu xe được sử dụng rất rộng rãi ở các thị trường châu Âu như Mỹ, Đức và Pháp. Được trang bị bộ đè Shimano Alivio, bộ gạt đĩa trên là Shimano Atus, lớp sơn nguyên bản nhập khẩu nguyên chiếc, khung nhôm. Các số like hard rock và mẫu xe Mỹ được sử dụng rất nhiều tại châu Âu. Đĩa trên là Shimano Aceja, đằng sau là Shimano Alivio, đánh 26 inch, đi đông cong giúp leo núi leo dốc tốt hơn. Trang bị hai tay bấm là Shimano Aceja và phanh dầu Techo. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm khẩu phốt là 56 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Chiếc xe đang bán bên em mức giá là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đem lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.